Dạ rồi, tiếp tục video buổi sáng của em ngày hôm nay gồm có một bộ mẹ con và bốn con cái tơ xin nha cô chú anh chị, bốn cái tơ xin nha, có con cái mẫu bông bay rất đẹp cô chú anh chị. Cụ nó tốt từ cái dàn rúng, dàn vú anh chị, cái này vú rất là khéo, bánh vú, cái này bánh vú anh chị. Đồ bộ lực nói chung xương nó hơi nhuyễn một xíu thôi nhưng mà cấp mình nó lại khá anh chị. Đó. Thì buổi sáng hôm nay anh chị nha, buổi sáng hôm nay là em lên cho anh chị một lô bò, một con bộ mẹ con mẹ siêu con đực 3B đó, chỉ còn lại là mấy con cái tơ xin anh chị nha. Đó, buổi chiều thì có 3B anh chị nha, buổi chiều nói chung 3B về tầm mười mấy 20 con anh chị, nhưng mà thôi để em lên clip cái những cái con một cái nền cho mình trước nha, đó cho mình tham khảo nha, mình muốn nuôi sinh sản mình thích mình liên hệ những con nào mình liên hệ với em ha. Buổi sáng này là ngày 28 anh chị, 28 tháng 6 nha. Nó cập nhật cho cô chú anh chị một bộ mẹ con cái siêu nha, cái siêu đầu trụ anh chị, con này tầm mới rớt đâu thứ hai thôi, con này không em cũng không có hỏi chủ nhà là đẻ lứa hai lứa anh chị. Nó cái con nó là con đực 3B anh chị nha, 3B tầm cũng cỡ 5 tháng tuổi anh chị. Đó. Con mẹ là chiều cao 1m3 anh chị, 1m26-27 gì đó ha, da lông sát cô chú anh chị. Cái con này thì cô chú anh chị mình về theo dõi giùm em nha. Đó. Theo dõi là không biết, em cũng không có hỏi là người ta có gieo tinh chưa anh chị. Nói chung qua em đi không có nhà, có người em mua giùm, mua giùm cho em, cho nên em không có trực tiếp hỏi, để có gì em hỏi là sao nha. Đó. Không biết là có bơm chưa, mà những con này anh chị mới đổi chuồng trong phạm vi chừng vài bữa anh chị, vài bữa nó có thể là nó có hiện tượng, ví dụ như nó lên giống anh chị, anh chị mình biết theo dõi cập nhật cho em ha. Đó. Con này thì mới rớt đôi răng thứ hai anh chị nha, rớt đôi răng thứ hai nha, cũng như là rớt mới bẻ hai răng anh chị nha. Đó. Con này xanh rất là xanh bò của chú anh chị, rất là xanh bò luôn nha, đầu phụ nữ của chú anh chị. Đó. Mới về hôm qua ha, con đực 3B đây, đực 3B tầm 1m5 cứng anh chị, 1m5 bò cứng nha, xương rất là lớn của chú anh chị nè, lưng da đây 3B muốn bút tiêu của chú ha. Thì cô chú anh chị có bắt chung một bộ thì bắt luôn nha, con đực đã lắm anh chị, đực cái bản cổ nè anh chị, không đực cái béo nha, xương sóc đồ thẳng đó nha anh chị nha. Đó, giái hai hộp nha. Đó, cô chú anh chị thích mà mẹ con thì bắt chung được anh chị. Đó, về thì mình ương bồ con lên, mốt mình kiếm một con nữa mình ráp vô anh chị ha. Đó, con mẹ nè anh chị, giờ giá thì cũng vừa vừa anh chị, cho cô chú anh chị rồi. Tầm như bộ mẹ con này hồi lúc trước thì tầm ba mấy triệu rồi anh chị, chứ không phải ấy đâu, nay thì tầm có cũng không có nhiều rồi ha. Thì con mẹ giờ bao nhiêu tiền rồi cô chú anh chị mình biết ha. Đó, chiều cao là 1m26-27 anh chị. Đó, em đo ngay sái nha anh chị nha. Đó, đo ngay sái nha, còn đo giữa lưng là nó cao 1m3 anh chị. Đó, đây. Đó, rất là khéo bò, chân móng đồ khô rang cứ ngắt anh chị nha, bốn vú đều ro anh chị nè, nó cũng dễ anh chị, tại mới giờ quan kia nó bốn vú rất là đều luôn ha. Đó, cái màu sữa anh chị thấy găng sữa không? Đó, cái găng sữa này con mẹ này rất là mát sữa anh chị. Đó, rất là mát sữa nha. Đó, nhìn con là mình biết rồi, với lại con mẹ này cấp mình vậy á, ở nhà vườn á họ nuôi hơi thiếu á cho nên là hơi ốm nha. Đó, về mình dỗ thêm đi, con mẹ này nó rất mập, dòng thứ anh hết này anh chị nha, siêu mỏ đỏ rất là phạp ăn luôn anh chị. Đó, này. Đó, mình sợ không dám cho nó ăn chứ nó ăn rất là dữ anh chị. Đó, để cái sức ăn nó, nếu mà sức ăn nó mà nuôi con nuôi cỡ hai con nó nuôi vẫn được anh chị, mẹ mẹ nè. Đó, thì cô chú anh chị mình dòm sơ nha, chứ cũng không phải em tả nhiều ha. Đó, dàn hoa rất là đẹp anh chị ha, hoa vú rất là đẹp. Đó, bò này cô chú anh chị mình có mua về á, cái nói chung là lòi lú gì anh chị nha. Đó, thì em bao cho mình tầm khoảng cũng ít thôi nha anh chị, tại vì em cũng nói rõ luôn, em mua của người ta thôi. Đó, em mua lợi của nhà vườn thôi, mình cũng không biết cái gì trong con bò này nó có tiện ích gì ha. Đó, thì em nói rõ trên video chứ không phải là mình che giấu cái gì anh chị nha, đó là sự thật, nó sự thật. Chẳng thà mình rành con bò thì mình dám bao cho người ta là tới lòi tới đẻ hay là có cái hiện trạng gì đó, còn nếu mà mình không có nắm được chắc cú á, thì mình bao đại khái là trong phạm vi cho cô chú mình khỏi lo thôi, trong vòng khoảng một tháng anh chị ha. Đó, thì trên video thì em có sao em báo vậy cho nó rõ ràng ha, chứ đừng có nói thêm nó bớt trong đó em cũng không có chịu anh chị ha. Đừng nói dù mình bao vậy rồi cái tới chừng mà có xảy ra sự cố gì mà cái mình trớ qua trớ lại cũng không có tốt của chú anh chị. Đó, cũng như mình tạo cái lòng tin giữa người bán và người mua cho nó có lòng tin tưởng anh chị ha. Đó, thì báo sơ đại khái cho mình vậy thôi ha. Đó, thì lòi lú á, thì em bao cho cô chú anh chị mình trong phạm vi một tháng nha,
một tháng thôi ha, tại vì em cũng không nắm chắc được con bò này nó có tiềm chất gì. Nói chung thì cái lòi lũ hay không là do những con bò nó có bầu lớn tháng đó chị, nó mới có thôi, chứ còn hiện trạng gì thì không có đâu ha. Chữa lớn tháng nó nằm thì nó hơi xa tử cung đó, là xa một tử cung, là cũng như là nó do cái người chủ đầu tiên đó, hoặc là người thứ hai gì đó anh chị ha, đó, họ nuôi họ lôi, cũng như là lúc con bò nó sắp sanh á, họ lôi nó đang hiện tượng đẻ anh chị, họ lôi ra có như mà họ lôi mạnh quá đó, nhưng là nó dù lôi mạnh mà dù nó mắc rặn á, nên là nó có cái hiện tượng là nó co giãn tử cung ra anh chị, nên bị xa tử cung á, như cũng như là lú trái banh thôi, nhưng mà vẫn đẻ bình thường anh chị, không có đến đổi gì, họ sợ cũng như là nằm lú ra họ sợ thôi. Tại vì em hồi đó em cũng có gặp một con hiện trạng vậy rồi đó, nó cũng đẻ bình thường cô chú anh chị đó. Thì cái trên video em có nói đại khái trong cái vấn đề đó nha. Đó, ví dụ như anh chị trên cái kênh mua bán thì có anh chị nào có nghe được thì cũng bỏ qua cho em, tại vì nói chung là em đây mua bán là cho nó rõ ràng anh chị ha. Rồi đó, một bộ mẹ con mẹ siêu con đực 3B đầu tiên anh chị nha. Đó thì rồi, để báo giá cho mình luôn nha anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình cứ phân ra, cứ phân đi đó. Bộ mẹ con này có giá là 30 triệu ha, giá sát của em là 30 triệu nha cô chú anh chị đó, 30 triệu nha cô chú anh chị. Mình cứ phân con mẹ bao nhiêu đó, con bao nhiêu ha. Đó, con này tầm giờ cũng trên 15 triệu rồi nha anh chị ha. Đó, con mẹ này nhiêu nữa ha. Đó, cô chú anh chị mình giá rất là hợp lý cho cô chú anh chị mình luôn nha, rất là khéo gò anh chị, mẻ cao dài sát khung sức xương lớn anh chị ha. Rồi tiếp tục là con cái bô xin anh chị. Con cái bô xin này nói chung là cái dàn mình nó thì dòm không có chê vô đâu được anh chị, nó có một cái thôi, nói chung là dàn xưa anh chị nè. Đó thì đó, tiền nào của đó anh chị cấp mình này, nói chung bây giờ nó hiện trạng nó đang còn trong quá trình là nó chưa, cũng như là nó chưa có lên giống anh chị, thì nó cũng còn non non, nằm cũng cỡ khung 8 tháng tuổi trở lại thôi anh chị, thì nó có sẽ phát triển xương thêm cho nó lớn thêm ha anh chị nha. Cấp mình thì quá đẹp, cấp mình thì nhìn như con bò đực anh chị ha. Nhìn con này từ xa nhìn tướng con bò đực chứ không phải là con bò cá anh chị thấy không, dàn gu dàn lưng gu lưỡi búa anh chị, đầu tụi lũ anh chị, nó chỉ là dàn xương nó trung trung thôi đó, thì có sao báo vậy nha. Đó, cái bầu này sữa đó anh chị. Ồ, hồi xưa họ nói cái họ nghĩ vô cái hậu con bò này nó bị bú mà thật chắc ra con bò này nó tốt anh chị nha, cái giống này nó tốt ha. Con này mà nó cắn chữa từng 6-7 tháng anh chị, mình dòm thấy cái này vú nó xà xuống, nó sưng tới rúng luôn cô chú anh chị đó. Đó. Con này là vàng rúng hơn nhiều anh chị nha, chứ không có lai nha, không có chìm nha, nó vàng yếm đây anh chị thấy không. Đó. Thì có từ cái vàng yếm vàng cái ức nó lên cái với cái cảm là lòng thòng ha, còn với khoảng này là không có ha. Đó, nó nhiều anh chị ha. Đó, nó nhiều từ cái này vú nhiều xuống tới cái rúng thôi ha. Đó, nó chỉ ngắn tới đó thôi. Đó. Bò này không có lan chạ anh chị nha, móng ngắn nha, móng sò anh chị. Đó. Rất là tốt bò luôn ha. À quên nữa, cái phí mẹ con siêu nãy em quên nói cho cô chú anh chị mình, cái phí thì em bao tổng quát cho mình là 50k đổ lại anh chị nha. Bộ mẹ con được 3B á, mẹ siêu con 3B nha. Sái tích thì con mẹ đó, quên nữa, sái tích thì nó chuẩn luôn nha anh chị nha. Nó con mẹ sái chuẩn, sái mặt chuẩn, sái lưng chuẩn luôn. Đó, con xin thì sái chuẩn nha anh chị nha. Đó. Răng đủ 8 cái anh chị. Răng đủ 8 cái nha. Trời, răng đủ 8 cái. Lưỡi đen anh chị nha, đó nó liếm đây. Cũng chưa có sửa dây sửa đồ anh chị. Qua về mấy con 3B con thân tối á. Nó vừa lớn quá anh chị. Ồ con này cái lưng nó nè anh chị thấy không? Đó. Cái con siêu cái con cái bô xin anh chị thấy. Ồ nó lực. Đó, dàn xương thì trung trung nha anh chị nha, cày đuôi trời ơi, con này cày đuôi khá lớn rồi. Mẫu này nói chung nó giờ cũng ít lắm anh chị, cái mẫu này ít lắm nha. Ồ cái bánh cái này sữa nó hết biết luôn anh chị. Ồ nè, cái cày đuôi nè anh chị. Ồ cái cày đuôi với cái dàn tạ đít anh chị quá trớn luôn. Thì em nói là dàn xương con này tầm trung nha anh chị nha, tầm trung nha. Con này mà dàn xương nó bự nữa thì mẫu này kiếm không ra đâu. Đó, con chú chị mình xác kỹ lên nha con này nha. Cái con này có giá 17 triệu anh chị, 17 triệu nha. Đó. Tiền nào của đó anh chị mình thấy hợp lý không? Hợp lý mình liên hệ với em nha. Đó. 17 triệu là phí em 50k luôn. Đó, tại những con sim này em báo cho nó cho có phí em đi luôn anh chị nha. Đó.
Nói chung nay cũng đang lục lục kiếm những con xin đăng lại anh chị, tại vì không thời gian này cũng lâu, hồi đó em chuyên gì lúc trước thì cũng có lộn xộn anh chị, cũng có nửa ba bê nửa bòi vàng á. Sau này các em thích cái, những cái mẫu đực đó bán mình nó dễ hơn đó. Hôm nay những cái mẫu xin này nó quay lại nó cũng có giá lợi nha anh chị nha. Đó, con này nữa nó đỏ mặt luôn cô chú anh chị nè, cái đực sống đây. Ồ, cái tướng này, tướng quá đẹp. Cái tháng tuổi tầm cũng cỡ 8 tháng ăn lên nha anh chị nha. Chiều cao nó là 1m12-13 anh chị. Con này nè, ngay em đo ngay trung tâm sái anh chị nha. Dàn qua rất là tốt luôn anh chị, dàn qua lớn luôn chị thấy không nè. Dàn qua rất là lớn luôn ha. Cái này vú thì khỏi phải nói rồi anh chị. Để nói về hello chào nên em không có quay cái đít được. Đó, đi coi. Nè. Cái ướt là nó bị tắm nó ướt nha anh chị nha. Đó. Tắm nó ướt á. Ồ, vàng rúng vàng vú nè chị ha, rất là đẹp nha. Đó. Chỉ có là vàng xương cùng trung thôi. Đó. Còn ngoài ra thì không có chê cái bò này được rồi hả anh chị nha. 17 triệu nha anh chị nha. Đó. Chị thấy thích hợp lý cứ liên hệ với em. Đó. Kênh của em là Trại Bò Tý Bảo An, cầu vượt Củ Chi anh chị nha. Ồ, con này là chị thấy nhìn cái đùm vú nó y như con bò chữa anh chị thấy không, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, một chú anh chị gần xa có xài những mẫu này thì biết rồi nha. Đó. Đó. Rất là khéo nha cô chú anh chị, nào tầm xa ngoài 50 cây thì có thể là phụ thêm tiền phí nha. Đó, em nói sơ vậy thôi nha. Đó, sái tích đi, con này là sái lưng chuẩn, sái mặt cũng chuẩn, không có sái ốc gì hết nha anh chị nha. Nè, nói chung là quay cho nó chuẩn luôn ha anh chị, để em coi kỹ lên nha. Không có nha cô chú anh chị ha. Thu cái lưng nữa đây. Rồi tiếp tục con xin thứ hai là con xin này tầm lớn tháng hơn nó anh chị ha. Con xin này màu bánh mì chín anh chị, bánh mì chín mà bây giờ nó cũng đang hiện trạng nó lên màu ha. Nó xương sống nó rất là đẹp đỏ anh chị, nó xương sống đỏ nha. Chân là kiền phú anh chị, con này xương lớn nha. Đó. Cũng là mẫu Bombay lỡ anh chị ha. Bombay lỡ là lỡ cũng như là Bombay lùng và nó lai thành lỡ lỡ anh chị. Còn bô pha tay nó khác nữa nha. Đó. Con số 2 khung tầm khoảng 10 tháng anh chị. 10 tháng có nha. Đó. Nó dần rúng anh chị ha. Đó, rúng thẳng anh chị ha. Rúng thẳng mà rúng như hình chữ V anh chị ha. Đó, đẹp, rất là đẹp ha. Đó. Con này nó chân móng đồ móng ngắn, chân kiền cố anh chị. Miệng đầu thì nó nghe nó rất là gọn bò ha anh chị ha. Đó, vàng yếm đây ha. Đi coi. Đi qua coi. Đó, sái mặt thì nghiêm chỉnh ha, sái mặt nghiêm chỉnh. Sái lưng nghiêm chỉnh anh chị. Tại vì con bò này em mua thì em cũng có kiểm tra kỹ anh chị. Đó. Lử đen anh chị nha. Đó, lử đen ha. Răng thì em chưa có coi, để em coi lại chắc cũng không có đến đổi gì đâu anh chị. Đó, ví dụ anh chị mình có chốt được em coi em kiểm tra kỹ lại cho mình nha. Đó, con này cái qua cũng rất là lớn luôn cô chú anh chị thấy không. Đó. Con này chiều cao 1m15-16 anh chị, con này chiều cao 1m15-16 bò nha, đo ngay trung tâm sái nha cô chú anh chị. Đó, để em quay với cái này vú cho mình ha. Ôi con này nè chị, đó vú này nó cỡ tầm cái ngón út mình đó chị, lớn lớn hơn ngón út chút xíu đó, cái ngón nhỏ nhất của mình đó chị. Vú rất đẹp nha. Đó, đuôi đầu cũng qua nhựa anh chị nha. Đó, đuôi qua nhựa nha. Đó, cô chú anh chị coi kỹ nha, coi kỹ mình chốt bắt anh chị. Rồi con này có giá 15 triệu rưỡi anh chị ha. Con này có giá 15 triệu rưỡi ha. Để em quay luôn con này luôn thì báo giá trước đi. Đó, em còn lại hai con kia nữa. Hai con kia thì nói chung là một con kia nữa, hai ba con này có một tháng tuổi với nhau anh chị. Đó. Con này thì dạng như nó hơi liền bò hơn hai con kia ha. Hai con kia thì nó cao nhõng nhảnh hơn ha. Hai con này thì nó cao tầm con này 1m16-17 anh chị. Đó, khung tháng cũng già tháng nó cũng quyền bò anh chị. Đó, con này vàng lai anh chị thấy không. Đó, vàng lai chân kiền phú luôn, lông da mỏng tăng, màu đỏ, một màu đỏ luôn anh chị ha. Đây. Đó. Đi. Đó.
sái kích thì nghiêm chỉnh anh chị, sái lưng sái mặt nghiêm chỉnh nha. Đó, bên đây là sáng là dễ quay anh chị nha. Đó. Cái tơ khung này tầm cũng cỡ nói chung ba con này tầm cũng 10-11 tháng anh chị. Đó. Bò này về thí dụ như có về cô chú anh chị mình tầm mà nuôi một tháng hai nữa mình muốn phối phối được rồi. Đó. Thì mình phối dần dần nó sẽ cắn chữa nó sẽ lớn thêm anh chị ha. Còn không thì mình muốn phối theo ý mình thì mình phối nha. Đó. Rồi con số 2 anh chị nha. Cặp này rất là xứng luôn anh chị, con này con đó xứng y tướng tá cũng giống nhau anh chị, màu mẹ nó cũng giống nhau luôn. Đó, xe mặt đây ha, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Đó, bò này thì theo tầm mắt dòm thì của em thì con bò này nó không có lan chạ hết nha anh chị nha, đó, không có lan chạ nha. Đó, thì bò có sao báo vậy cho cô chú anh chị nha. Em còn cái siêu nhỏ bên đó anh chị nha, cái siêu nhỏ nó tầm cũng cỡ 6-7 tháng gì anh chị, nó phục hồi S1 á. Chú anh chị mình có bắt rồi để lấy quay kỹ luôn con này đây anh chị. Cái con này bốn chân vú nó tầm khoảng cái ngón trỏ của mình đó anh chị. Đó, cô chú bác mình xem kỹ nha, vú rất là to anh chị, rất là lớn nha, vú dài nha anh chị nha. Đó, chân là kiều tướng luôn rồi. Đó, con số 2. Đó, con số 3 đây. Thì ba con này thì em nói nó lạng chạng chạng nhau anh chị nha. Đó. Con này thì nó hơi lép đít hơn chút. Lép một chút. Nói chung bò này mình nuôi á. Đây còn nhỏ nè. Còn nhỏ tháng á nuôi nó cũng chưa có phát triển là cái ngang. Đó. Con này này. Đó, thấy dàm dây đồ. Đó. Cô chú bác ông nuôi ông kỹ á. Có hai cái khoang vàng luôn anh chị thấy không? Yếm lệch phạch anh chị nè, rúng là rúng bản chiền đây đó, rúng này là mới rúng bản chiền ha. Nó chiền từ cái đầm vú chiền xuống đó lên anh chị thấy không. Con này xả cái này chút xíu nữa là cái yếm nhìn rất là đẹp cô chú anh chị thấy không. Móng chân cũng rắn là kiền phú nha anh chị nha. Ba con này cung tháng, con này em nghi chắc nó thấp hơn con hai kia anh chị, thấp tháng á, cái tháng tuổi á thấp không. Xoay lưng đi em coi xoay lưng đây, xoay lưng sẽ mặt ha, nghiêm chỉnh. Đó, sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh ha. Lữ đen nha cô chú nha, lữ đen nha. Ba con này cô chú anh chị mình có bắt bộ ba thì bán xa cả luôn ha. Xa cả luôn nha cô chú anh chị, cho nó dễ nha. Bán cho có bò em giao luôn. Đó, xa cả luôn nha cô chú anh chị, mình nghe kỹ nha. Xa cả luôn là giá 14 triệu rưỡi. Đó là giá sát nha anh chị nha, 14.500.000 một con ha. Là bán bộ ba nha anh chị. Bộ ba nha, còn mình lựa ví dụ như mình lựa con này á, con này thì nó hơn nha. Cái đó là thì em báo chung ha. Còn nếu bắt riêng con này là giá 15.500.000. Còn mình bắt một cặp này á, bắt cặp này nha cô chú anh chị là giá 29 triệu. Ông đúng hot ta. Đó. Mình bắt một cặp đỏ ha. Đó, cô chú anh chị coi kỹ video em nói nha. Đi. Cái xin này nó quậy, em còn cái xin nhỏ này cô chú anh chị. Đi ra. Nè. Đó, một con có khoang vàng ha. Đó, xương sóc đồ thẳng anh chị. Rút bản chiền nha. Rất là khéo bò anh chị. Con này có máu pha hơi kiểu dạng như tay ngang anh chị. Đó, hơi cao dài nhỏ lớn con nha. Đó. Đó. Cái bản rất là tốt chị. Với con này nha. Đó. Đó thì hai con có giá 29 triệu. Đó thì chị cũng bắt đi cái băng cặp ha, băng cặp về cho anh xứng á. Con này dần bền thì con này nó hơi dày hơn con kia chút ha. Đó thì hai con báo chung nha, cặp này 29 triệu nha, kèm theo phí 50 cây, còn bắt luôn ba con á, thì cái phí em tầm khoảng 70 cây ha. Đó, dù bộ ba anh chị ha, bộ ba nha. Cô chú anh chị coi kỹ nha, bộ ba ha, bộ ba hoặc bắt lẻ cũng được nha chị. Mua lẻ là con này 15 triệu rưỡi nha. Đó, còn cặp nó lẻ là 29 triệu ha. Đó, thì cô chú anh chị gần xa mình cứ liên hệ với em, vú đều ro anh chị ha, rất là khéo bò. Điểm quay là cặp cái con siêu nhỏ với con xin nhỏ luôn. Đây con xin nhỏ, đây con xin nhỏ rất là đẹp thật mà được. Hai con này nó lạng chạng tầm 1m08 nha cô chú anh chị, tầm 1m08 nha. Con này đỏ mặt đó. Còn con này là siêu đỏ ha, siêu mỏ đỏ anh chị. Con này đầu thẳng băng anh chị, khung này tầm khoảng từ 7 tháng chứ không dứa đâu nha anh chị. Con xin nhỏ ha, xin nhỏ làng lai rất là khéo con chú, xin nhỏ vàng lai rất là khéo nha.
Đó, thì cô chú anh chị có bắt cặp này bắt cặp luôn anh chị. Cặp này bán chung nha, bán chung nha anh chị, 26 triệu ha. Một con siêu nhỏ nha, một con siêu nhỏ 26 triệu, chiều cao 1m08 nha, tháng tuổi tầm cũng cỡ cứng 7 tháng anh chị. Còn lại rất đẹp nha, nó con siêu nhỏ lại rất đẹp anh chị, một màu luôn, bỏ mặt đầu cổ con này đuôi lũi luôn chị, con siêu nhỏ đầu cổ đuôi lũi à. Đi nè, đầu cổ đuôi lũi à. Đó thì cô chú anh chị mình có coi mình thích hai con nhỏ, bắt hai nhỏ nha, một con cái siêu và một con xin ha, giá tiền 26 triệu, phí em 50 cây ha. Đó, hai con này lạng chạng đều ro anh chị, phun thắng rất là đều luôn. Có thì quay sơ anh chị, quay sơ thôi. Đó, đó, anh chị mình dùm kỹ nha. Bò thì hoàn chỉnh anh chị ha. Con này dàn lai rất là đẹp anh chị, con cái siêu này. Sái lưng, sái mặt nghiêm chỉnh, chuẩn luôn anh chị, không có xịt, không có trời gì hết ha. Dàn qua rất là đẹp anh chị, qua vú đẹp luôn. Con siêu nhỏ này ha. Giá tiền là 26 triệu anh chị nha, một cặp anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình gần xa cứ mình dần cho kỹ những con bò em mới lên clip nha. Đó, mình ưng cái nào liên hệ với em nha. Ba bê lỡ với ba bê nhỏ thì chiều nay lên anh chị nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị quan tâm kênh của em nha. Cũng ủng hộ đăng ký kênh với là cho em lượt thích nha cô chú anh chị nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều.